hỏi: Thưa sư phụ, tâm sư phụ lúc nào cũng hoài niệm về Trung Quốc, vậy cớ sao sư phụ lại lập đạo tràng ở nước Mỹ? Đáp: Tôi vốn là người nhận lấy những việc mà người khác dứt bỏ. Những nơi mà người khác không tới thì tôi tới. Đài Loan ở đây đã có nhiều đạo tràng rồi. Hỏi: Xin thỉnh Hòa Thượng khai thị cho chúng con biết về các quy tắc khác biệt giữa thiền đường của chúng ta ở đây và thiền đường ở Trung Quốc. Đáp: Đương nhiên đã có rất nhiều chỗ không giống, nhưng ở đây chúng ta nên độc lập và tự tạo cho mình một phong cách riêng, tức là giữ lấy điều tốt mà xả bỏ điều xấu và cải cách sửa đổi lại tất cả các tệ nạn trong Phật giáo. Thiền thất ở Trung Quốc thì mỗi ngày phải dùng 3 bữa: sáng cháo, trưa cơm, chiều bánh bao. Mỗi thiền sinh đều bị ban giám thiền luân phiên nhau đánh. Đúng cũng đánh, không đúng cũng đánh. Đánh càng mạnh càng đau chừng nào thì càng biểu thị thêm về sự nghiêm minh của quy củ thiền đường chừng ấy. Thí dụ như Cao Mân Tự thì cũng nổi tiếng về việc đánh đập. Có khi họ đánh đến gãy 7 cây thước hương bản luôn. Năm nay quý vị chưa bị đánh như năm rồi. Chắc có lẽ vì năm nay lòng từ bi quảng đại của tôi mà nghiệp chướng của quý vị cũng bớt đi chút ít. Đó là các sự khác biệt đấy. Các vị hòa thượng ở đó thì thật là đáng sợ. Họ không khi nào có vẻ mặt tươi cười, vì cả ngày cứ nghiêm nghị như hoàng đế công vậy. Một khi mà quý vị vào thiền đường ngồi thì sẽ như là chuột nhìn thấy mèo, sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Ở đây chúng tôi không có đánh người bừa bãi. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ giảng dạy cho quý vị, giống như là dỗ ngọt trẻ nít vậy. Tại sao quý vị lại phải chịu lấy nỗi khổ này? Tại vì phước báo của quốc gia này quá lớn. Nếu không cho quý vị nếm chút vị khổ thì quý vị sẽ không thể phát đại tâm để mà tu đạt. Các vị đã xả bỏ mặt đẹp, không ăn ngon, không ở trong căn nhà sang trọng, buông bỏ hết các sự hưởng thụ xa hoa để tới đây để chịu khổ. Thế mới có thể phá trừ được các tạp khí cống cao ngã mạn của quý vị. Quý vị mới có thể thật lòng mà tu hành liễu sanh thoát tử được. Lại còn một chuyện nữa là ở thiền đường Trung Quốc, thiền sinh tuyệt không được duỗi chân ra. Nếu ai duỗi chân ra thì nhất định sẽ bị đánh không chút nương tay. Dù là sư trưởng mà phạm quy củ thì cũng bị đánh như thường. Thí dụ như vị sư trưởng có lỡ ngủ gục, vị giám thiền bèn đi tới và quỳ gối phải xuống đất rồi mới đánh. Nhưng khi đánh đại chúng thì sẽ không giống vậy. Còn uống trà thì cũng có cách cầm tách trà nhất định, bởi vì tách không có quai, cho nên phải để ngón tay cái trên miệng tách, bốn ngón kia nâng đáy tách, rồi đưa thẳng tay ra cho vị trừng nhật châm trà vào. Uống xong thì để tách trước mặt cho vị trừng nhật thâu dẹp mà không gây tiếng động nào. Ở đây chúng ta uống trà nhân sâm và quy củ trong thiền đường cũng có khác một chút. Nay chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu để sửa đổi lại cho thích hợp với phong tục ở đây. Nhưng chúng ta cũng không nhất định là phải bắt chước theo kiểu Trung Quốc. Hành giả tham thiền ở Trung Quốc tuyệt đối không được ra khỏi thiền đường để uống trà, hoặc ngồi hoặc đứng để nói chuyện. Ăn cơm xong là họ trở về thiền đường để hành thiền ngay. Họ không được lãng phí một giây phút nào. Họ cũng không làm chuyện gì khác. Ở đây khi dùng cơm xong thì các vị còn lên lầu súc miệng, rồi duỗi lưng co giãn chân cẳng. Trong tương lai chúng ta sẽ cải cách lại các nhược điểm nhỏ này cho phù hợp với nề nếp quy tắc. Ha ha ha,